Ngày 10 tháng 1, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, căn cứ kết quả mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang năm 2017. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Vũ Văn Sử, 66 tuổi, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, và Trần Tiến Bằng, 59 tuổi, cựu Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, trong cùng vụ án ngày 16 tháng 12 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với bà Vũ Thị Thanh Huyền, cựu trưởng phòng kế toán tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, và Vũ Thị Thu Hòa, cựu kế toán Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả điều tra xác định, trong quá trình tổ chức mua sắm tài sản cho các trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường, điểm trường tiểu học trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, từ năm 2017 đến năm 2020, các bị can trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền lớn. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Bộ Công an cho biết đây là động thái nhằm mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố. Ngay sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 4 tháng 1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Hoàng Quốc Vượng. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra. Ông Hoàng Quốc Vượng, 61 tuổi, tốt nghiệp trường mỏ MGRI tại Moscow, Nga. Ông từng trải qua nhiều vị trí công tác trong ngành công thương. Trước khi được điều động và bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương vào tháng 8 năm 2010, ông là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Từ tháng 9 năm 2012, ông chuyển sang làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam và giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn này. Vào tháng 1 năm 2015, ông Vượng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam và trở lại Bộ Công Thương giữ chức Thứ trưởng. Đến tháng 11 năm 2020, ông Hoàng Quốc Vượng được điều động bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, ông nghỉ hưu theo chế độ. Vào cuối năm 2023, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, nhiều vụ việc sau khi công khai kết luận thanh tra đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch điện 7. Cụ thể, ngày 25 tháng 12, Thanh tra Chính phủ chính thức công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch điện 7 và quy hoạch điện 7 điều chỉnh. Theo Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã có ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao cơ quan này công khai kết luận theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện kết luận báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2024. Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ việc xem xét, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật nhiều vụ việc. Thứ nhất, việc Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung và tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung 154 dự án điện mặt trời với tổng công suất 13.837 MW không có căn cứ cơ sở pháp lý về quy hoạch, không bao gồm 14 dự án với công suất 870 MW do Bộ Công Thương đã phê duyệt trong quy hoạch điện lực cấp tỉnh của 4 tỉnh trước năm 2016, cập nhật sang giai đoạn 2016-2020. Trong đó phê duyệt 123 dự án với tổng công suất gần 8.500 MW có tiến độ vận hành trong giai đoạn 2016-2020 là nguyên nhân dẫn đến mất cân đối giữa nguồn và lưới, mất cân đối về cơ cấu nguồn điện, vùng miền, gây khó khăn cho công tác quản lý vận hành, có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017. Thứ hai, việc Bộ Công Thương tham mưu Thủ tướng ban hành nội dung khoản 3 điều 5 quyết định số 13/2020 trái với nội dung nghị quyết số 115/2018 của Chính phủ và không đúng với nội dung kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 402/2019 của Văn phòng Chính phủ, làm tăng chi phí mua điện, giảm lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước EVN. Thứ ba, việc Bộ Công Thương tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung khoản 1 điều 5 quyết định số 13/2020 không đúng nội dung kết luận chỉ đạo của Thủ tướng tại thông báo số 402/2019, làm tăng chi phí mua điện,
giảm lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước EVN. Thứ tư, thanh tra chính phủ chuyển thông tin kèm theo tài liệu đến Bộ Công an để xem xét đối với Bộ Công Thương trong việc ban hành hướng dẫn và tham mưu ban hành cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời, mái nhà có những sơ hở, khuyết điểm, vi phạm. Dẫn đến nhiều hệ thống, cụm hệ thống điện mặt trời, mái nhà đã đầu tư xây dựng nhanh với công suất lớn, xấp xỉ 0,1 MW trên đất nông, lâm nghiệp với diện tích lớn dưới mô hình đầu tư trang trại nuôi trồng, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng được hưởng cơ chế ưu đãi của hệ thống điện mặt trời mái nhà. Thứ năm, việc quản lý sử dụng đất, thực hiện đầu tư xây dựng các dự án điện mặt trời, điện gió trên đất quy hoạch dự trữ khoáng sản quốc gia, quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan tại tỉnh Bình Thuận. Thứ sáu, việc quản lý sử dụng đất, thực hiện đầu tư xây dựng các dự án điện mặt trời trồng lấn lên quy hoạch thủy lợi thuộc dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận. Thứ bảy, việc quản lý sử dụng đất, thực hiện đầu tư xây dựng dự án điện mặt trời kết hợp với nông nghiệp trồng lấn lên quy hoạch vùng tưới hồ chứa nước Iamơ tại tỉnh Đắk Lắk. Thứ tám, việc quản lý sử dụng đất, thực hiện đầu tư xây dựng các dự án điện gió trồng lấn lên quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng bauxit tại tỉnh Đắk Nông. Thứ 9, việc quản lý sử dụng đất, thực hiện đầu tư xây dựng dự án nhà máy thủy điện Đắk Cờ Lun 23 trên diện tích 15,3 ha đất tại xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Ngoài diện tích 208 ha đất được giao, việc đầu tư xây dựng trên 208 ha đất được giao, trong đó có 25,23 ha rừng tự nhiên chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang xây dựng công trình năng lượng. Thanh tra Chính phủ cho biết, ngày 21 tháng 2 năm 2023, cơ quan này đã có văn bản chuyển các vụ việc trên đến Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ Công an đã có văn bản thông báo tiếp nhận kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Thanh tra Chính phủ cho biết đã chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý có liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm được nêu tại kết luận thanh tra. Cách đây vài ngày, Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận xác định Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo. Việc này đã khiến nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định trong tham mưu ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió, thực hiện quy hoạch điện 7 điều chỉnh, trong tham mưu ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng dầu. Trách nhiệm đối với những vi phạm đã chỉ ra thuộc về Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Đảng vụ các cục vụ liên quan. Về trách nhiệm cá nhân, Ủy ban Kiểm tra Trung ương điểm tên hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo và cán bộ Bộ Công Thương có liên quan. Những người này gồm ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; ông Đỗ Thắng Hải, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; ông Trần Hữu Linh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường; ông Hoàng Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo; ông Trần Duy Đông, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu; ông Phương Hoàng Kim, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững; ông Đặng Huy Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng; ông Lý Quốc Hùng, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ; ông Võ Văn Quyền, nguyên Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương. Ngoài ra, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, còn trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 cùng nhiều cá nhân. Những người này gồm ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Dương Quang Thành, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam; ông Trần Đình Nhân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; ông Nguyễn Danh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giám đốc công ty mua bán điện;